Hello, xin chào anh em, quý khách hàng của bạn tiếp tục trở lại với kênh mua bán xe thể cũ của bên mình. Ngày mới kính chúc anh em, quý khách hàng của các bạn nhiều giàu sức khỏe và luôn có nhiều thành công trong công việc cũng như là cuộc sống. Một ngày tràn năng lượng mà tràn ngập tiếng cười. Ngày hôm nay tiếp tục lên cho anh em một mẫu xe với thương hiệu là Mitsubishi Kente 3.5 dòng phiên bản 3 tấn, thùng dài 4m375, chiều ngang là 1m940, chiều cao của cái thùng là 2m170 gần 2m2 nha anh em. Thùng mở năm bẩn, thùng tiêu chuẩn sàn sắt, bản lề bao lường thùng thì nó cũng bằng sắt thôi, trụ sắt đời 2007 nha anh em, niên hạn sử dụng đến 2032. Mitsu khá là mượt mà luôn, nói chung là dòng này chạy cũng im cũng khỏe, máy lớn nha anh em. Với mức giá mình đang dự kiến là 220 triệu nha. Đường kính mâm là 16 inch, vỏ 7 inch, nó gầm cao nè. Xe đăng kiểm còn tới tháng 11 năm 2023, đăng kiểm còn dài nha anh em. Cầu lớn, nhíp 2 tầng, dàn sắt xe rất là dẻo cứng cáp. Đó, nếu anh em quan tâm cái mẫu xe Mitsu này, cứ đến đây xem xe, trải nghiệm lái thử. Nếu cảm thấy phù hợp thì có thể đem nó về phục vụ đi kinh doanh vận tải bằng chuyển hóa của anh em, quý hàng của các bạn. Sàn sắt, trụ sắt, khung chuồng heo bằng sắt, sắt hợp, rất là dẻo cứng cáp. Đó, bạc bên mình mới thay luôn cho anh em, quý hàng của các bạn. Đó, xe này nói chung là mọi thứ đều rất ok lắm nè, mua và chỉ việc chạy thôi, không cần quan bị thêm nha. Nói chung xe đời cũng còn rất là tương đối, dòng Mitsu anh em biết rồi, chạy rất là bền. Xe đến từ Nhật Bản nha anh em, những cái dòng xe Nhật Bản chạy rất là bền và rất là sướng. Nếu anh em thấy cái mẫu xe này cứ nói đi xem xe, trải nghiệm và lái thử. Đây là thùng tiêu chuẩn thôi nha anh em, được cái lớp ngoài bẩn nó bằng inox thôi. Đó, dè cũng inox nè, đường kính mâm 16 inch, vỏ 7 inch. Lớp gai cũng còn khoảng 50 đến 60%. Cầu lớn nè, cản thì nó bằng sắt, nội thất thì ghế bọc da ba chỗ ngồi, kính thì quay tay thôi, dòng này kính quay tay nha anh em. Vô lăng cái trợ lực cũng rất là nhẹ nhàng, ghế bọc da ba chỗ ngồi mới là sang trọng, nội thất cũng còn rất là sạch sẽ, hộp số của nó 5 số tiến 1 số lùi. Nói chung là mọi thứ đều rất là ổn định với mẫu xe này, mua rồi chỉ việc chạy thôi nha anh em, không cần phải làm gì thêm. Nói chung là xe chạy cũng rất là ổn, rất là tuyệt vời lắm nè. 2 tấn 8, khối lượng toàn bộ là 6 tấn 3, khối lượng mảnh hàng là 3 tấn 4, thùng dài 4m375 gần 4m4 nha nè. Vô lăng có trợ lực rất là nhẹ nhàng, kính quay tay, là cabin rất là sạch sẽ, rất là gọn luôn nè, rất là rộng rãi thoải mái luôn, ba chỗ ngồi, ngồi rất là rộng rãi và thoải mái. Nếu như quan tâm cái mẫu xe này cứ đến đi xem xe, trải nghiệm lái thử, nó cảm thấy phù hợp thì có thể đem nó về phục vụ đứt kênh vận tải bằng chuyển hóa của anh em, quý hàng của các bạn. Đó, đường vỏ lớp gai cũng còn rất là ổn định, cụm đàn thiết kế dựng ngang. Động cơ với dung tích xi lanh của cái khối động cơ là 3,5 lít, công suất đạt 78 kW, tương đương 3,5 lít nha nè. Máy Mitsu, 4 máy, máy dầu, heo cơ, máy cơ, nói chung là máy chạy cực kỳ khỏe luôn nha nè, rất là bền. Nếu anh em thích cái mẫu xe này cứ đến đây xem xe, trải nghiệm lái thử. Nếu cảm thấy phù hợp thì hãy đem nó về phục vụ được kênh vận tải vận chuyển hóa của anh em, quý hàng các bạn. Với mức giá 220 triệu ra đi em Mitsubishi Kenter. Đờ này là đờ 2007 nha nè. Xe không có máy lạnh nha. Nói chung là xe chạy cũng mượt lắm. Cảm ơn nè, quý hàng của các bạn đã theo dõi cái video báo giá của mình. Xin chào, hẹn gặp lại anh em với hàng của bạn trong những cái video báo giá tiếp theo của mình. Cảm ơn rất nhiều, xin chào, hẹn gặp lại.